đầu tiên mình ra mình ngại ơi là ngại, họ gọi con bán rau kia ơi, mấy con bán chuối ơi. Thì có khi là đi đang nhìn thấy thì gọi các hàng chổi ơi. Thế rồi còn trong lúc mua bán thì cũng nhiều người nói xưng mày tao cũng khó nghe. Ví dụ mua kể cả mắng ai mình đi luôn, không mua bán nữa. Tôi 63 tuổi, ngoài vỉa hè kiếm được rau củ dưa thì tôi cứ biết thân với phận chúng tôi kiếm ăn thôi, còn đâu người ta ăn nói là việc của người ta. Đi bán hàng rong thường thường thì thu nhập nó không được cao ấy, thì người ta cách sống của người ta giàu có hơn thì người ta cũng cách nói nó cũng khinh thường hơn. Cô ơi, chị ơi, rồi em ơi, bán cho tôi mớ rau hay bán cho tôi lại chuối. Lúc ấy mình cảm thấy là mình rất được tôn trọng, không cần phải là văn hoa gì, nhưng mà tức là chỉ những câu nói cần chân thành thôi, lịch sự thôi. Nghề gì cũng là nghề, nếu mà được tôn trọng thì mình thấy vui. Tim khớp, thoái hóa khớp gây đau nhức, cứng khớp, vận động khó khăn. Sách thế hệ mới từ Mỹ hỗ trợ tăng độ bền và dẻo dai cho khớp, làm chậm thoái hóa, vận động linh hoạt, tự chủ cuộc sống. Sách thế hệ mới giúp giảm đau, tái tạo xương khớp, bảo vệ xương khớp chắc khỏe. Sâm Acelacol duy trì sức khỏe sinh lý nữ, bổ sung tinh chất Lycopodomus thiên nhiên, bảo vệ tái tạo cấu trúc nền của da, giúp da mềm mịn căng sáng từ bên trong. Sâm Acelacol sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý nữ. Thiên đường trong thần thoại Hy Lạp xưa bắt nguồn từ hòn đảo thịnh vượng, nơi âu lo dừng lại, nơi hạnh phúc còn mãi. Thiên đường tại Phú Quốc ngày nay là hòn thơm, đảo thiên đường, khởi nguồn thịnh vượng. Thiên đường. Dự báo thời tiết đêm nay ngày 6 tháng 4 năm 2022 và ngày mai 7 tháng 4 năm 2022. Xu thế thời tiết 24 giờ tới, áp cao lục địa suy yếu chậm và di chuyển dần ra phía đông. Rãnh thấp xích đạo có trục ở khoảng 4 đến 7 độ vĩ bắc, nâng trục dần lên phía bắc và có xu hướng hoạt động mạnh dần. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua trung trung bộ suy yếu và rút ra phía đông. Thời tiết trong tỉnh phổ biến có mây thay đổi, đêm nay có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng có lúc gián đoạn, chiều mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực phía Bắc gồm các huyện Phú Tân, Châu Phú, An Phú, thị xã Tân Châu, thành phố Châu Đốc. Mây thay đổi, đêm nay có mưa rào rải rác, ngày nắng có lúc gián đoạn. Gió đông đến đông nam cấp 2, độ ẩm từ 58 đến 90%, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, mây thay đổi, đêm nay có mưa rào rải rác, ngày nắng có lúc gián đoạn, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm từ 58 đến 90%, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực phía Nam gồm các huyện Châu Thành, Thoại Sơn, mây thay đổi, đêm nay có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, chiều mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm từ 60 đến 92%, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phía đông gồm thành phố Long Xuyên và huyện Chợ Mới, mây thay đổi, đêm nay có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, chiều mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm từ 60 đến 92%, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ.